Kim Ánh xin mến chào tất cả khán giả đang đến với chương trình truyền hình trực tuyến của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, chương trình đang được thực hiện do cổng thông tin Alo Bác Sĩ phát trên website alobacsi.vn và fanpage Alo Bác Sĩ hỏi bác sĩ trả lời. Thưa tất cả quý vị, vào thời điểm này thì chúng tôi đã nhất trí là chọn một cái đề tài có lẽ là nó sẽ trở thành một vấn đề rất là hữu ích đối với các gia đình, đó là giữ gan khỏe mạnh, đón xuân an lành như thế nào. Thưa tất cả quý vị, với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hy vọng là không chỉ mang đến cho quý vị những cái thông tin hữu ích mà qua phần tương tác cùng với các khán giả đang đón xem chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ có dịp để giải đáp những thắc mắc mà quý vị gửi về trên fanpage cũng như là website của chương trình. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn nhà đồng hành với thực phẩm chức năng tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan của Natogen của công ty Dược Hậu Giang. Và thưa tất cả quý vị tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay, Kim Ánh xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị khách mời của chúng tôi đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Gan mật Thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đồng thời cũng là trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia cùng với chương trình và có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào toàn thể các khán giả của chương trình Alo Bác Sĩ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, tốt nghiệp y khoa năm 1987. Hiện ông đang giữ chức vụ trưởng phân môn tiêu hóa Đại học Y Dược TP.HCM, trưởng khoa tiêu hóa gan mật Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ông còn là thành viên Ban chấp hành Hội Tiêu hóa Việt Nam, Hội Gan mật Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng được đào tạo đại học và sau đại học tại Đại học Y Dược TP.HCM. Ông tu nghiệp ngành tiêu hóa gan mật tại Đại học Victor Chagallon và Bệnh viện ở Bordeaux, Pháp. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng được nhà nước phong tặng chức danh Phó Giáo sư năm 2012. Các công trình nghiên cứu của ông liên quan đến các bệnh viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày và thực quản, hội chứng ruột kích thích, xuất huyết tiêu hóa. Thưa tất cả quý vị, vào thời điểm cận Tết thì chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều niềm vui, phải không ạ? Chúng ta chuẩn bị để làm sao được sum họp với gia đình trong dịp Tết nè. Rồi bên cạnh đó thì Kim Ánh nghĩ cũng có rất nhiều những cái nỗi lo. Chẳng hạn như làm sao để mua được vé tàu xe, kịp về Tết, đón Tết cùng với gia đình, sum họp cùng với gia đình, rồi việc sắm sửa Tết nó cũng trở thành một cái áp lực trong những ngày này. Nhưng mà Kim Ánh nghĩ cái áp lực lớn nhất có lẽ là những vấn đề liên quan đến câu chuyện của lá gan. Và đối với các bác sĩ ở các bệnh viện thì có vẻ như cái thời điểm này nó thật sự là một cái thời điểm trở nên áp lực hơn nữa. Bởi vì sau những cái ngày liên hoan với tiệc tùng như vậy thì lá gan của chúng ta trở nên mệt mỏi hơn và rất nhiều những vấn đề xảy ra trên lá gan. Kim Ánh nghĩ là với một người có rất nhiều năm làm ở lĩnh vực của những cái bệnh lý liên quan đến tiêu hóa thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng cũng thấy thật sự đây cũng là cái khoảng thời gian mà các bác sĩ chịu rất nhiều áp lực với những vấn đề phải xử lý những vấn đề của gan, phải không ạ thưa bác sĩ? Những bệnh lý của gan thường gặp đó là những vấn đề nào thưa bác sĩ Bùi Hữu Hoàng? Thường thì trong cái dịp cuối năm á, dạ, thì chúng ta thấy là cái khoa tiêu hóa chúng tôi rất là nhộn nhịp. Tại vì chúng ta thấy là thường là trong cái dịp cuối năm cũng như là có thể là suốt tới hết Tết và sang tới đầu năm luôn. Thì ông bà chúng ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Yeah. Thành ra hầu như là mọi người là ăn chơi rồi tiếp theo tháng 2 là hội hè rồi coi như là chúng ta sẽ có những cái tiệc tùng liên hoan liên tục. Yeah. Thì không chỉ là cái bệnh về gan không mà các bệnh về tiêu hóa nó cũng gia tăng rất là nhiều. Riêng nói về cái bệnh về gan thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái bệnh liên quan về gan. Chẳng hạn như là chắc chắn là khi chúng ta uống rượu bia, tiệc tùng, mừng lễ thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều rượu bia. Thì do đó nó sẽ có một số những cái trường hợp là bệnh nhân có thể là bị ngộ độc rượu, vẫn có thể có. Hoặc là ngộ độc một số những cái thực phẩm khi chúng ta ăn, nhiều khi ta ăn quá mức. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà nó không có đúng cách. Rồi có thể là nó có những cái thực phẩm mà nó không đúng chất lượng. Và khi đó, khi chúng ta ăn vào thì nó khi vào cơ thể thì cái gan chúng ta nó là cái cơ quan, nó phải giữ cái nhiệm vụ là khử độc và loại bỏ cái độc chất cũng như là nó sẽ thanh lọc. Chính vì vậy mà cái gan làm cái cơ quan đầu tiên sẽ gánh nặng cho những cái ngộ độc mà chúng ta đưa vào là một. Thứ hai là rượu bia là những cái độc chất thật sự đối với cái gan. Thật sự thì khi mà chúng ta uống và chút xíu rượu bia trong những cái ngày lễ, ngày Tết thì cái đó đã tạo tăng lên cái niềm phấn khích, niềm vui.
Tại thật ra cái lượng rượu nó gây ra cái sự hưng phấn, làm cho chúng ta vui vẻ. Và cũng có thể nó giúp chúng ta cũng có người mà buồn bã cũng có thể giúp giải sầu. Nhưng mà nếu chúng ta uống một cách quá mức thì chắc chắn cái gan nó sẽ gánh nặng cái vấn đề đó. Và thứ ba nữa là chúng ta biết là những cái ngày Tết thì chúng ta ăn cũng quá nhiều những thực phẩm có giàu năng lượng. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có những cái bệnh rối loạn về chuyển hóa. Chẳng là những người bị tiểu đường thì sẽ tăng cái đường sau, tăng đường huyết sau khi mà cái dịp Tết, mỡ máu cũng tăng, rồi acid uric cũng tăng, và cái gan là nó sẽ bị nhiễm mỡ. Tại chúng ta biết là tất cả những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào thì cái gan nó sẽ có cái nhiệm vụ là nó tổng hợp thành những cái chất cần thiết cho cơ thể. Đồng thời khi mà cái lượng quá dư thừa thì gan nó phải tích lũy và nó chuyển đổi và nó chuyển thành cái chất mỡ. Và cái mỡ dư đó thì đi về đâu? Nó sẽ dự trữ và nó bị nhiễm ở trong cái gan. Và cái gan chúng ta mà nó bị nhiễm ngỡ quá nhiều thì nó cũng làm suy giảm chức năng và có thể dẫn đến tình trạng xơ gan. Trước kia người ta không nghĩ đến là cái tình trạng mà cái người mà béo phì rồi gan nhiễm mỡ có thể đưa đến những cái bệnh lý nặng. Nhưng mà ngày nay ta thấy là có những cái trường hợp xơ gan mà người ta không tìm được nguyên nhân rõ ràng. Nhưng mà sau đó khi nghiên cứu kỹ lại thì thấy là cái xơ gan có thể nguyên nhân do vấn đề nhiễm mỡ, thấm mỡ vào trong gan và nó bị ảnh hưởng trên cái hoạt động của gan và dẫn đến tình trạng xơ gan, rồi có thể từ đó nó dẫn đến ung thư gan nữa. Như vậy tóm lại chúng ta thấy là cái gan chúng ta trong những ngày Tết nó sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi ba cái nhóm bệnh lý chính. Thứ nhất là liên quan đến cái tình trạng bệnh gan do rượu. Thứ hai là tình trạng ngộ độc những cái thực phẩm, hoặc là trong đó có khi có những cái ngộ độc rượu nữa. Tại vì khi chúng ta sử dụng những cái rượu giả, rượu mà không đúng chất lượng thì có khi nó gây ra một cái ngộ độc cho cơ thể. Và thứ ba là những cái bệnh lý liên quan với rối loạn chuyển hóa, trong đó có tình trạng tích tụ mỡ quá mức bình thường làm cho gan chúng ta bị nhiễm mỡ. Phần thông tin vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng cũng đã giúp cho chúng ta có thể hình dung rất nhiều những vấn đề trên lá gan có thể xảy ra, và trong đó có những cái nguyên nhân mà đôi khi vừa là nạn nhân cũng vừa là thủ phạm, phải không ạ, thưa bác sĩ? Trong những cái nhóm nguyên nhân mà bác sĩ vừa nêu đó thì có một cái nguyên nhân mà Kim Ánh cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề bệnh lý của gan nó xuất phát từ rượu bia. Thật ra thì chúng ta cũng nói khá nhiều về vấn đề này rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta đề cập đến tác hại của rượu bia, và đặc biệt trong cái thời điểm nó rất là nhạy cảm với chuyện rượu bia và cái tiệc tùng cuối năm như thế này, thì Kim Ánh nghĩ là bác sĩ Bùi Hữu Hoàng sẽ tiếp tục phân tích để cho quý vị thấy là cái tác hại của rượu bia đối với sức khỏe như thế nào. Và rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn suy nghĩ là thật ra uống rượu nhiều á thì mới gây hại, chứ bia thì chắc cũng không sao. Thật ra nó sẽ như thế nào đây? Sau đây thì xin mời bác sĩ Bùi Hữu Hoàng ạ. Đây cũng là cái quan niệm của rất nhiều cái người dân của chúng ta. Thì người ta vật quan niệm là chỉ khi nào chúng ta uống rượu mạnh á, hoặc là những cái rượu mà có nồng độ cồn cao thì mới gây tác hại cho gan. Còn chẳng hạn chúng ta uống bia thì nó giống chỉ là cái nước giải khát thôi. Thì tao nói nhiều khi mùa nóng nực thì cứ ra ngoài kiếm những cái quán để mà chúng ta lai rai vài lon bia để mà gọi là giải nhiệt. Đó thì thật ra khi chúng ta uống vô thì chúng ta cũng cảm thấy nó mát, rồi cũng làm cho mình cảm thấy nó sáng khoái, vân vân. Tuy nhiên là cái chuyện mà tác hại của rượu bia nó tùy thuộc vào cái nồng độ cồn chứa trong những cái thức uống. Chẳng hạn chúng ta biết là bia nó là một cái thực phẩm có chứa cồn, và cái nồng độ cồn nó là khoảng 5 độ. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nồng độ cồn nó, nếu mà chúng ta uống cái lượng ít thì nó không có gây tác hại nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta uống một cái số lượng rất là nhiều, chẳng hạn một lần mà chúng ta uống 10 lon thì chắc chắn là có vấn đề. Chứ còn không phải là chúng ta phải đợi là uống rượu mạnh thì chúng ta mới bị độc cho gan. Thì để cái ước tính cái chuyện đó thì người ta cũng có một cái số những cách để quy đổi một cách đơn giản. Người ta cứ tính là có một cái đơn vị cồn, tức là nó tương đương với lại 10 gram cồn. Thì một cái đơn vị cồn đó thì nó sẽ gồm có 10 gram cồn, và nó tương đương với một cái lon bia chúng ta uống vào. Một lon bia nó có thể tích là 330 ml, thì với nồng độ cồn là 5 độ thì một cái lon bia nó tương đương với 10 gram cồn. Và một cái lon bia đó nó cũng tương đương với một ly rượu vang có cái nồng độ cồn là khoảng 12 độ. Thì cái ly rượu vang mà có một cái thể tích trung bình là khoảng 120 ml thì nó có chứa khoảng 10 gram cồn. Và nếu mà chúng ta uống một cái cốc rượu mạnh
Ví dụ ta uống whisky, cognac hoặc là rượu đế, hoặc là ví dụ như ở một số những quốc gia là soju rồi sake vân vân, tùy theo cái nồng độ khác nhau trong chứa trong cái rượu đó. Nhưng mà nếu mà với cái rượu mà mạnh nó có cái nồng độ cồn là khoảng 40 độ thì chúng ta chỉ cần uống là 40 đến 40 ml, tức là một cái cốc thông thường đó, thì là nó cũng tương đương với lại một lon bia. Như vậy thì một cái người mà uống một xỉ đế tức là 250 ml, yeah, tức là uống một xỉ đế thì nó tương đương khoảng gần 7 lon bia. Như vậy thì chúng ta nếu chúng ta uống mà 7 lon bia thì chúng ta cũng giống như là một cái ông nông dân mà chúng ta một ngày là gọi là nhậu khoảng một xỉ đế. Như đó cái cách dễ hiểu để chúng ta thấy, yeah, vậy. Do đó mà nó có một cái cách để ta quy đổi. Quy đổi để chúng ta có thể biết là cái số lượng cái nồng độ cồn nó dù nhẹ nhưng mà chúng ta tiêu thụ lượng nhiều thì chắc chắn nó vô cơ thể nó cũng giống nhau. Dạ. Nghe đến đây chắc có lẽ là nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những ai mà thường sử dụng rượu bia, cảm thấy rất là giật mình, phải không ạ? Bởi vì đôi khi mình cảm thấy là tủ lượng của mình có thể uống đến mức đó. Và Kim Anh cũng đã từng chứng kiến là có nhiều người uống có thể trên 10 lon, và có rất nhiều người có thể uống một ngày hơn một xị rượu đế. Như vậy thì chúng ta thấy là bản thân chúng ta đang đầu độc lá gan của mình, và rất là thương lá gan trong những trường hợp như vậy, phải không ạ, thưa bác sĩ? Kim Anh cũng muốn hỏi thêm về nè, đối với chất cồn trong rượu hay là trong bia hay là những cái thức uống mà nó tương tự, nó có độ cồn như vậy á, thì ai cũng thấy rõ ràng là thấy cái tác hại của nó đối với sức khỏe rồi. Nhưng mà có nhiều người á, thì người ta cũng nghĩ như vậy nè. Thật ra thì có thể tôi cũng có những vấn đề bệnh lý, chẳng hạn như tôi bị viêm gan B, nhưng mà ở một cái thể gọi là thể ngủ yên, tức là nó chưa có hoạt động gì hết, thì trong những cái tình huống như vậy thì người ta sẽ chủ quan hơn khi mà người ta uống rượu bia hay là những chất có cồn. Vậy mà theo bác sĩ thì với một cái tình trạng gan nó có những cái vấn đề trục trặc như vậy rồi, nhưng mà với cái cách mà người ta suy nghĩ như vậy đó, thì mọi người có thể gọi là uống chút chút hay là có thể bắt buộc là phải tuyệt đối kiêng bia rượu trong những cái tình huống như thế. Giải pháp ở đây là gì ạ, thưa bác sĩ Bùi Hữu Hoàng? Thật ra thì cái từ mà Kim Ánh mới nói là chút chút á, yeah, thì chút chút là như thế nào? Yeah. Chúng ta thấy là thật ra chúng ta có được phép uống rượu bia hay không? Thì tôi quan niệm là cái cuộc sống mà nó phải muôn màu muôn vẻ, chúng ta cũng phải biết thưởng thức một cái món ăn ngon, và đồng thời chúng ta cũng phải cảm nhận được cái loại rượu nó vừa thơm vừa nồng mà nó có một cái men nó tạo một cái cảm hứng. Yeah. Do đó thật ra chúng ta vẫn được phép để mà chúng ta thưởng thức trong cái cuộc sống. Cái ẩm thực rất là quan trọng, nhưng mà uống bao nhiêu để không ảnh hưởng lá gan, thì thật ra người ta vẫn cho phép một cái người bình thường có thể một ngày uống khoảng từ 2 hoặc 3 lon bia vẫn được. Yeah. Nha. Hoặc là chúng ta uống 2-3 cốc rượu vang, mà là lâu lâu mà bạn bè tới mà có một cái món ngon để đãi chúng ta thì chúng ta nhâm nhi 1-2 cốc rượu mạnh nó không thành vấn đề. Tại vì sao? Vì gan chúng ta nó đủ sức để hóa giải tất cả những cái chất đó. Chỉ khi nào chúng ta tiêu thụ quá mức cái đó, tức là chúng ta tiêu thụ khoảng từ, nếu mà nam giới đó thì phải tiêu thụ là khoảng 60 gram cồn trở lên, tức là nó tương đương là trên 6 lon bia. Yeah. Hoặc là nữ là trên 40 gram, tức là 4 lon bia trở lên. Tại sao người ta lấy cái mức đó? Thì người ta thấy rằng là đây là người ta đã có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là với cái lượng đó thì cái gan chúng ta nó bị quá tải. Và khi quá tải thì nó làm gì? Thì chính cái độc chất từ rượu bia đó nó sẽ tấn công trở lại cái gan. Tại chúng ta biết là khi chúng ta uống rượu vào thì trong gan chúng ta nó có một số những cái enzyme, những cái men để nó chuyển thành một cái chất acetaldehyde. Thì cái chất này nó là một cái chất độc đối với cơ thể chúng ta. Và cái chất này nó cũng có tạo cái cảm giác là chúng ta hơi say và chóng mặt và nhức đầu vân vân. Nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác như vậy. Để làm gì? Đó là cái cảnh báo cơ thể chúng ta, với là cơ thể anh đang có một cái mức cần phải dừng. Do đó là một cái trạng thái, tức là trạng thái xỉn đó. Thì chúng ta nếu bước ở cái mức vừa phải đó mà chúng ta dừng thì không sao. Tại nếu mà chúng ta trên cái ngưỡng đó thì cái chất aldehyde đó nó sẽ tiếp tục được gan nó chuyển thành một cái chất không độc và nó thải ra ngoài, thải qua nước tiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta uống quá cái lượng, cái ngưỡng mà cho phép, thì chất cái aldehyde đó nó không được giải độc hết,
thì nó sẽ tấn công trở lại cái gan chúng ta. Và nếu cái tình trạng này cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày kia và một cái số lượng lớn như vậy đó, thì gan chúng ta nó sẽ quá tải và đến một cái thời kỳ là nó sẽ bị tấn công liên tục và làm cho cái gan nó phải bị tổn thương. Nó tổn thương và nó sẽ đưa đến tình trạng viêm gan mãn tính, rồi thoái hóa mỡ, và cuối cùng là chúng ta có thể dẫn đến xơ gan hoặc là ung thư. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể được phép uống rượu bia với một cái mức độ chừng mực. Và chúng ta không nên uống thường xuyên. Nhưng mà trong một số những cái dịp lễ lọc hoặc là một số những cái buổi sự kiện nào mà nó quan trọng, chúng ta có thể sử dụng rượu bia ở mức độ vừa phải. Nó vừa tăng một cái cảm giác mà hưng phấn, vui vẻ, và nó tạo một cái không khí rất là đầm ấm trong gia đình hoặc trong một cái buổi tiệc. Nhưng mà nếu chúng ta mà quá mức thì nó gây ra một cái tình trạng sai mà chúng ta không thể kiểm soát được. Do đó có thể chúng ta dẫn đến một số những cái hành vi nó không kiểm soát. Rồi có thể khi chúng ta ra đường tham gia giao thông nó gây tai nạn vân vân. Do đó mà chúng ta thấy là hiện tại mà nhà nước chúng ta có những cái chính sách mà gọi là kiểm soát chặt chẽ cái chuyện mà uống rượu bia, tức là ra đường mà tham gia giao thông mà uống rượu bia là bị phạt, là cái đó tôi hoàn toàn hoan nghênh cái chuyện đó. Ngay cả bản thân tôi, nếu mà cái lúc nào tôi cần phải đi tiệc tùng, chắc chắn tôi sẽ bắt taxi hoặc bắt Grab tôi đi thôi. Thà mặc dầu mình có xe, mình cứ để ở nhà. Rồi khi nào mà khi mình chỉ cần mình thoải mái, rồi khi nào mà chúng ta cần về ta gọi xe về thôi. Dạ. Nó an toàn cho bản thân mình. Dạ. Đây cũng là một cái điều rất là quan trọng phải không ạ? Bởi vì làm sao để bảo đảm an toàn cho bản thân mình cũng có nghĩa là bảo đảm an toàn cho những người khác và cho cộng đồng phải không ạ? Thưa bác sĩ, nhìn ở góc độ cái việc sử dụng rượu bia như thế nào? Kim Ánh muốn hỏi một câu hỏi ngoài lề, thực ra nó cũng là một cái điều mà nhiều người thường hay nói với nhau mà Kim Ánh không biết có đúng hay không. Ngày hôm nay có bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đây rồi, Kim Ánh cũng muốn hỏi luôn. Nhiều người nói về nè bác sĩ, nhiều người nói là uống rượu á, ai mà uống mặt đỏ thì sẽ uống ít hơn, ai mà uống xong mặn hồi mà mặt có vẻ như hơi tái tái xanh á thì sẽ uống được nhiều hơn và tửu lượng sẽ cao hơn. Thật ra cái điều này nó có liên quan gì câu chuyện giữa tửu lượng và mặt xanh hay mặt đỏ trong câu chuyện này không hả thưa bác sĩ? Thật ra chúng ta thấy là tại sao mà có những cái người mà uống rượu mà không sai, hoặc là rất là lâu sai. Và có những người chỉ còn hớp có một cốc bia là cái mặt đỏ bừng. Chắc có lẽ đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái đó là một cái cơ địa của tùy từng người. Và cái điều này nó hoàn toàn nó lệ thuộc vào cái chuyển hóa ở gan của chúng ta. Và chúng ta biết là gan chúng ta nó có một số những cái enzyme, những cái men để nó chuyển hóa những cái chất, trong đó có rượu bia. Thì có những người mà có cái lượng men mà nó nhiều thì khi chúng ta sử dụng rượu bia nó hóa giải rất là nhanh. Và như vậy thì chúng ta uống bao nhiêu cũng không có cái triệu chứng gì cả. Và thậm chí uống càng ngày á, nó còn mặt nó còn hơi tái. Còn những người mà uống bia mà mặt đỏ, tức là những cái triệu chứng mà chúng ta đỏ mặt, rồi tình trạng chúng ta có thể là có cảm giác mà nhức đầu hoặc là hoa mắt vân vân, chóng mặt vân vân, là nó liên quan đến cái chất aldehyde, là cái chất mà do cái gan nó chuyển cái cồn thành cái chất này, và cái chất này đã tiếp tục chuyển đổi tiếp để mà khử độc. Nhưng mà nếu mà cơ thể chúng ta nó chuyển hóa kém hoặc chuyển hóa chậm thì là cái chất đó nó sẽ tồn dư trong cơ thể lâu, thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng làm cho chúng ta có những cái triệu chứng báo hiệu là chúng ta đã quá cái lượng mà cần thiết. Do đó mà chúng ta có thể là xảy ra những cái triệu chứng khác nhau. Hồi nãy thì chúng ta thấy rằng là Kim Ánh có nghe nói là nam giới thì được phép uống là trên 60 gram cồn. Còn nữ thì phải trên 40 thì mới gọi là uống nhiều. Thì thật ra người ta đã nghiên cứu thấy là cái phụ nữ đó thì cái lượng enzyme, cái lượng men chuyển đổi của rượu đó nó sẽ bằng phân nửa nam giới. Do đó mà thường là phụ nữ thì uống thì thường là dễ sai hơn. Tuy nhiên lâu lâu cũng có một vài những cái bà giống như tôi gọi là nói đùa là đột biến đặc biệt. Thì những cái người phụ nữ đó là coi như là uống còn hơn cả nam giới nữa. Tức là chứng kiến đó thành ra cũng có nhiều chị em á là uống mà không có sai. Cái đó là các đàn ông là phải nể phục phải không? Nhưng mà đó là gì, nó tùy thuộc vào cái cơ địa, cái khả năng chuyển đổi chuyển hóa của gan, mỗi người nó khác nhau.
Nhưng mà quả thật dù cho cái chủ lượng hay là cái cá thể mình nó khác nhau, nhưng mà trong những tình huống như vậy Kim Ánh vẫn thấy thương lá gan. Bởi vì sau đó thì lá gan của mình sẽ làm việc cực lực, đúng không ạ, để có thể giải độc được. Và trên thực tế thì Kim Ánh thấy này nè, thưa bác sĩ, có nhiều người người ta nghĩ thôi bây giờ vào thời điểm cuối năm mà tiệc tùng cũng nhiều, cũng không thể từ chối được. Rồi dịp Tết cũng là cái dịp mà khó từ chối người thân bạn bè, thôi thì mình cứ uống. Xong sau đó về mình sẽ tìm những cái cách để có thể giải độc cho lá gan của mình. Thật ra thì cái suy nghĩ như vậy có đúng hay không, và có giúp người, cho người ta vừa vui vừa khỏe như là nhiều người vẫn muốn không ạ, thưa bác sĩ? Thật ra cái quan niệm này là cái quan niệm cũng rất nhiều người đã áp dụng rồi. Dạ. Thật ra thì chúng ta thấy là đó là do một cái cảm nghĩ, cái suy nghĩ của mỗi người. Và cái điều này thì tôi cũng không có phản bác hoàn toàn. Dạ. Tại vì nó cũng có những cái mặt tích cực và cũng có những cái mặt mà tiêu cực, không có tốt. Tại vì khi mà chúng ta cũng có quan tâm lá gan, do đó mà khi người ta uống, chúng ta phải tìm những cách để mà làm sao để mà nó bồi bổ lại hoặc là giải độc cho gan. Do đó mà chúng ta hay nghe nói là nó có những cái thuốc gọi là thuốc mà giải độc, hay là những cái thuốc mà làm mát gan, hay là những cái thuốc mà hỗ trợ gan. Thì thật ra những cái thuốc đó là gì? Thật ra chúng ta thấy là trong cái hoạt chất của những thuốc đó là nó có chứa những cái thành phần, những cái chất mà chống oxy hóa, chống oxy hóa. Và nó có những cái, đa số nó tập trung một số những cái vitamin như vitamin A, vitamin E, hoặc là một số những cái chất khác nữa. Rồi nó có một số những cái dẫn chất của một vài cái chất, ví dụ như silymarin, hoặc là những cái chất để nó tác dụng là nó tránh cái quá trình mà tổn thương tế bào, hoặc là nó giúp là tái tạo, phục hồi lại cái tế bào gan. Đó, thì nó vẫn có những cái thành phần vậy. Thì đa số những cái thuốc mà chúng ta thấy bán trên thị trường, những cái thực phẩm chức năng, thì thành phần của nó là gì? Nó là có một cái, những cái hoạt chất chính là để mà nó giúp cho quá trình mà chuyển hóa, tăng chuyển hóa ở gan. Thứ hai là nó sẽ cung cấp một số những cái vitamin hoặc là một số những cái khoáng chất, cũng như là những chất cần thiết để giúp nó hỗ trợ cho cái gan chúng ta giải độc. Và chúng ta biết là trong gan chúng ta nó có một cái chất giải độc rất là cực mạnh, đó là cái chất glutathione. Thì cái chất này đó là do cái cơ thể chúng ta, cái gan chúng ta nó tạo ra. Và cái chất này nó cũng được tạo ra khi chúng ta cung cấp từ một cái chất, ví dụ methionin, hoặc là một số những cái chất trung gian của thành phần này. Thì khi chúng ta uống cái này vào thì gan chúng ta nó chuyển thành cái glutathione. Vì ta biết là khi mà chúng ta sử dụng một cái lượng mà độc chất quá nhiều, người ta uống rượu nhiều, thì cái gan chúng ta nó phải sử dụng những cái chất để hóa giải cái độc chất đó, thì nó sẽ bị hao hụt cái chất glutathione. Thì bây giờ chúng ta bổ sung, ta uống vào để mà ta bù đắp lại, cung cấp thêm cái giống như cái chất giải độc để mà nó hỗ trợ cho gan chúng ta làm việc. Tức là vì nó đang thiếu nguyên liệu thì chúng ta bù thêm nguyên liệu để giúp cho gan nó tăng cường hoạt động. Và trong đó nó có rất nhiều các cái vitamin để nó giúp cho cái gan chúng ta nó hoạt động một cách tốt hơn. Tuy nhiên cái đó là một cái mặt tích cực. Nhưng mà từ mặt tích cực đó nó sẽ dẫn đến với chuyện là chúng ta ngộ nhận là chúng ta được an toàn. Và chúng ta cứ thoải mái uống. Và cái chuyện thoải mái uống đó, hoặc là chúng ta tạo cái thói quen như vậy, thì nó rất là tác hại. Và chúng ta ý lại là cái chuyện là tôi cứ uống cho đã đi, rồi tôi sẽ uống cái thuốc giải. Giống như chúng ta xem những cái phim mà cổ trang Trung Quốc, ví dụ như là chỉ cần mà bị trúng độc thì là có thuốc giải là coi như là hết. Đó là một cái quan niệm mà nó vừa tích cực mà nó vừa tiêu cực. Và tôi cũng đã lâu lâu, thỉnh thoảng tôi cũng có mấy dịp mà tôi đi tiếp khách, nhất là đi về các cái tỉnh xa, thì có nhiều người còn sáng tạo nữa, tức là mua các artiso đó, nấu thành cao, xong rồi pha vô trong cái rượu. Như vậy để mà chúng ta uống nó cũng có cái vị thơm của cái artiso. Nhưng mà họ cho rằng là uống vô nó rất là công hiệu, là uống rất là lâu dài. Và khi mà ta gọi là uống lâu dài, nó tạo ra một cái tác hại là gì? Là cơ thể chúng ta không kiểm soát được cái tình trạng độc chất của mình. Tại vì cái phản ứng sai của chúng ta là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể báo hiệu là tới đó anh phải dừng. Đúng rồi. Còn bây giờ anh không dừng, anh tìm cách anh phải tránh né cái chuyện đó, thì cái độc chất nó vẫn tạo ra chứ đâu phải là không tạo. Nhưng mà nó làm mất đi cái cảm nhận để chúng ta biết là kiểm soát tới lúc nào chúng ta dừng. Và do đó mà chúng ta có thể quá đà. Và quá đà là nó sẽ dẫn đến những cái tác hại. Tôi vẫn gọi là không quá khắt khe. Tại vì bản thân tôi vẫn sử dụng bia rượu, nhưng mà tôi ở cái mức nào mà tôi thấy rằng là ở cái mức mà tôi chấp nhận được.
Và đến lúc nào đó thì chúng ta phải dừng. Dù cho ai có ép uổng hay gì, mình cũng tới cái mức đó. Tôi nói là hôm nay là vui chỉ tới đó thôi, và tiếp tục là không dùng tiếp. Đó, thì như vậy nó cũng tạo thành một cái mức để chúng ta có kiểm soát. Thì có thể là chúng ta là một cái ngày đó chúng ta uống rượu bia hoặc là chúng ta ăn hơi nhiều, qua ngày hôm sau chúng ta bù lại gì? Ăn kiêng lại. Và có thể là có một cái bữa tiệc chúng ta vẫn phải đi tiếp khách hoặc đi dự tiệc, nhưng mà sang ngày hôm sau tôi ăn rất là thanh đạm, ăn một cái để gì? Mình bù đắp lại thôi. Tại là nó, chúng ta cũng phải có một cái sự cân bằng. Yeah. À, còn nếu mà chúng ta tạo ra một cái thói quen mà lặp đi lặp lại mà liên tục ngày nào cũng vậy thì chắc chắn là cơ thể chúng ta nó sẽ quá tải, và quá tải thì nó dẫn đến bệnh lý. Yeah. À, trong cuộc sống có lẽ điều quan trọng nhất là làm sao để chúng ta cân bằng, phải không ạ? Cái từ cân bằng ở đây sẽ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. À, nhưng mà cái bánh nghĩ quan trọng nhất trong cái câu chuyện liên quan đến đề tài chúng ta nói ngày hôm nay thì cái việc uống rượu bia nó không phải là một cái điều xấu, nhưng mà làm sao để cân bằng cái điều này và vui nhưng mà vẫn giữ được sức khỏe, đó là một cái điều rất quan trọng mà ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đã đưa ra như là một cái lời khuyến cáo và nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Thưa bác sĩ, ông bà mình có một cái từ rất là hay, đó là ăn Tết. Tết là phải ăn, phải không ạ? Tết mà không ăn thì mất đi cái niềm thú vị của ngày Tết rồi. Và đặc biệt thời điểm cuối năm cũng là cái thời điểm mà chúng ta cũng sẽ cho phép mình có thể sử dụng thực phẩm nó hơi khác hơn so với ngày thường. Và đặc biệt đây là cũng là cái thời điểm mà chúng ta sử dụng những cái món ăn nó sẽ có nhiều dầu mỡ hơn, năng lượng nhiều hơn, và điều đó cũng có nghĩa là lá gan của chúng ta phải hoạt động mệt mỏi hơn. Lời khuyên của bác sĩ Bùi Hữu Hoàng cho tất cả khán giả xem chương trình ngày hôm nay vào cái thời điểm này, với những cái điều mà chúng ta vừa nêu ra, làm sao để cân bằng được như bác sĩ vừa phân tích, có lẽ nó không chỉ là kiến thức, là thông tin, mà còn là cái kinh nghiệm của một bác sĩ ở lĩnh vực tiêu hóa mà bác sĩ muốn chia sẻ cùng với mọi người, phải không ạ? Thật ra thì chúng tôi thấy rằng là trong cái cuộc sống thì chúng ta vẫn phải có một cái sự cân bằng, giống như là chúng ta đang bàn cái chủ đề đó, tức là chúng ta vẫn có quyền mà thưởng thức, chúng ta có thể ăn, có thể có uống, hoặc là chúng ta sử dụng một số những cái thực phẩm mà nó đa dạng. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái thực phẩm đó nó phải có một cái sự kiểm soát ở cái mức độ vừa phải. Và chúng ta phải có một cái nguyên tắc là khi chúng ta đã cái gì mà nó hãy quá mức thì chúng ta phải tạo một cái sự mà bù trừ trở lại. Thì khi nãy tôi cũng có đề cập là nếu mà trong những ngày Tết mà chúng ta ăn quá nhiều thì có thể là chúng ta sẽ bù lại là những cái ngày hôm sau chúng ta sẽ giảm bớt lại. Và thậm chí thí dụ như là chúng ta ăn một bữa thôi, cái bữa đó có thể chúng ta ăn nhiều, ăn no, nhưng mà sau cái bữa tối thì chúng ta biết phải một số cái nguyên tắc. Thường chúng ta không nên ăn đêm nhiều, ăn đêm nó sẽ tích tụ về năng lượng và nó dễ tăng năng lượng và dễ tăng cân. Và ban ngày ta ăn thoải mái, nhưng mà buổi chiều tối nên ăn ít lại, hoặc là thậm chí có thể là chỉ ăn chút xíu hoa quả, hoặc là chúng ta giảm đi những cái nguồn cung cấp năng lượng nhiều quá. Và làm sao chúng ta sẽ có một cái sự cân đối giữa cái lúc mà chúng ta bị quá mức, quá tải, đến lúc mà chúng ta phải giảm bớt lại. Để chi? Để cơ thể chúng ta nó sẽ có thời gian. Tại vì đặc biệt cơ thể chúng ta nó rất là huyền diệu. Và chúng ta có thể là tự cơ thể chúng ta nó sẽ tự điều chỉnh lại. Miễn là chúng ta đừng có tạo ra một cái sự lặp đi lặp lại cái hiện tượng này mà thường xuyên, và làm cho cơ thể chúng ta nó không kịp để nó hóa giải, không kịp để mà nó cân bằng, hoặc là không kịp để mà nó chuyển đổi, thì lúc đó chúng ta mới sanh bệnh. Thí dụ như là chúng ta vẫn có quyền chúng ta ăn những thức ăn ngọt hoặc là ăn thức ăn có dầu mỡ, nhưng mà sau đó chúng ta nên giảm bớt. Chính vì vậy cũng có những cái quan niệm là đôi khi người ta có một cái thời gian người ta gọi là thanh lọc. Thậm chí thấy là hiện tại bây giờ chúng ta có rất nhiều cái trường phái là có những cái lúc người ta dành một tuần lễ ta hạn chế tất cả những cái chất có năng lượng, ăn giảm cái khẩu phần ăn, ăn những cái chất mà để giúp cho bồi bổ, hoặc là những cái chất mà để tăng cường cái giải độc hoặc là oxy hóa. Thành ra ta gọi là cái từ gọi là thanh lọc cơ thể, là để cho cơ thể chúng ta nó có một cái thời gian để mà nó loại bỏ những cái chất dư thừa, những cái độc chất. Thì đó là một cái biện pháp tôi nghĩ là cũng là cân bằng đấy.
À, chứ còn nếu mà chúng ta không chú ý vấn đề này thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị xuyên sinh bệnh. Dạ. Thật ra câu chuyện thanh lọc cơ thể là một câu chuyện mà hiện nay đang rất hot, rất thời sự. Kim Ánh hy vọng là có dịp nào đó hoặc là trong chương trình ngày hôm nay, nếu mà có thời gian, Kim Ánh sẽ xin được thọ giáo thêm bác sĩ Bùi Hữu Hoàng về cái câu chuyện này. Thưa bác sĩ, vào cái thời điểm cận Tết, thời điểm cuối năm này cũng là cái thời điểm mà những vấn đề chẳng hạn như là ngộ độc thực phẩm nè, ngộ độc rượu nè, rượu nhầm rượu giả, nó cũng sẽ trở nên nhiều hơn. Vấn đề mà Kim Ánh muốn hỏi bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đó, đó là giả sử như có cái tình trạng đó xảy ra, thì cái vấn đề gì nó sẽ xảy ra trên lá gan của mình, và lá gan của mình liệu nó có thể hồi phục sau đó qua những cái cơn ngộ độc như vậy hay không? Có cách nào để chúng ta giúp cho lá gan hóa giải được những vấn đề này để nó trở nên bớt nghiêm trọng hay không ạ? Xin mời bác sĩ. Thật ra thì chúng ta biết rằng là cái gan chúng ta nó là một cái cơ quan, nó có đảm nhận một nhiều cái chức năng trong quan trọng trong cơ thể, mà một trong những cái chức năng mà được nhắc đến nhiều đến đó là cái chức năng khử độc. Nó được xem như là một cái nhà máy lọc và một cái nhà máy khử độc cho cơ thể của chúng ta. Và hàng ngày chúng ta tiếp xúc rất nhiều những cái chất từ thực phẩm, từ những cái thuốc men, hay là từ những cái chất mà trong môi trường, mà nó có thể những cái độc tố từ trong môi trường. Chẳng hạn khi chúng ta hít phải những cái khói bụi hoặc là những cái chất khí độc, thì thật ra nó vào trong cái đường hô hấp, nhưng mà khi nó vào trong máu nó cũng phải đến gan. Như vậy thì tất cả những cái chất gì mà muốn đi mà lưu chuyển trong cơ thể chúng ta thì cái cửa ngõ đầu tiên nó phải đến gan. Và cái gan chúng ta là giống một cái cửa ngõ đầu tiên để mà nó phát hiện những cái độc chất, nó tìm mọi cách để nó khử độc cái đó, để mà đào thải, hoặc là qua nước tiểu, hoặc là qua đường mật để mà thải qua phân, để qua đường tiêu hóa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu như mà những cái độc chất đó nó ở nhiều mức độ khác nhau, có những chất cực độc, chẳng hạn khi mà chúng ta ăn phải những cái nấm độc, hoặc là chúng ta tiếp xúc một số những cái độc chất mà nó có một cái tính mà độc tính rất nặng, cái gan chúng ta có thể là nó bị phản ứng, tổn thương gan, không hồi phục, và có những người rơi với tình trạng là suy gan cấp và có thể tử vong. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái độc tố thì là nó rất là đa dạng và chúng ta không thể kiểm soát được hết nếu như mà chúng ta không biết được cái đó là chất độc như thế nào. Và cũng có những chất độc mà mức độ nhẹ hơn hoặc ít hơn thì gan chúng ta nó sẽ hóa giải, và trước mắt nó cũng bị tổn thương đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta phục hồi, chúng ta phải có một cái thời gian ngưng tiếp xúc với độc chất, và chúng ta có thể có những cái thuốc để hỗ trợ nâng đỡ. Thì thật ra những cái thuốc hỗ trợ nâng đỡ là gì, thì giống như là cái thuốc mà chúng ta nói là đa số là những cái chất nào cung cấp lại, bổ sung, bù đắp lại sự thiếu hụt của những cái yếu tố giải độc cho cơ thể, mà trong đó có cái glutathione cũng như là một số những cái thành phần khác. Và đồng thời nó chống oxit hóa, tại vì biết là những cái phản ứng viêm, cái phản ứng tổn thương nó tạo ra rất nhiều những cái chất oxit hóa. Vì do đó mà chúng ta có cung cấp những cái vitamin hoặc là một số những cái khoáng chất đặc biệt để mà nó sẽ tăng cường, giúp cho những cái enzyme trong gan nó sẽ tăng cường hoạt động để mà nó hỗ trợ, thì nó giúp cho cái gan giải độc. Nhưng mà có những ca nhẹ hoặc là trung bình thì gan nó hồi phục, nhưng mà có những ca nặng thì bệnh nhân vẫn tử vong. Do đó mà chúng tôi thấy là cái điều này hay xảy ra khi mà chúng ta nghe sử dụng một số những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc. Hoặc là chúng ta nghe quảng cáo trên báo đài có những cái thực phẩm chức năng, hoặc là có những chất mà chúng ta không biết chính xác, mà nhiều khi chỉ là cái thông tin người ta cung cấp mà nó không có chứng cứ, thì có thể là chúng ta uống nhầm vào thì chúng ta sẽ bị phản ứng. Và những cái chất độc đó thì nó cũng tùy theo từng cơ địa. Có người uống một cái loại thuốc đó thì không sao, nhưng mà có những người là cái cơ thể nó không phù hợp với cái chất đó, khi uống vào thì nó gây ra một cái phản ứng tổn thương gan. Như vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết rõ xuất xứ, cái nguồn gốc của những cái hoạt chất, những cái chất mà chúng ta sử dụng. Và chúng ta nên phải đọc kỹ những cái tài liệu hoặc là những cái nơi mà có cái địa chỉ mà tin cậy. Và những cái sản phẩm đó nó phải qua những cái nghiên cứu, hoặc là có những cái công bố mà ở những cái nguồn thông tin mà chính thống. Chứ còn khi mà cái lời quảng cáo trên những cái thông tin đại chúng thì chúng ta biết là ai muốn nói gì nói, ai cũng nói tốt cả, nhưng mà cái người sử dụng mới là cái người mà lãnh hậu quả của vấn đề này. Do đó mà
Thông thường thì do đó người ta vẫn khuyến cáo là khi chúng ta vô siêu thị, chúng ta cũng phải nhìn xem cái nhãn mác, coi cái đát sử dụng, cái ngày sử dụng nó có quá hạn hay không, cái nguồn gốc ở cái nơi sản xuất nó có như thế nào, để chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe và chúng ta tìm hiểu về cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó để chúng ta sử dụng một cách an toàn. Thì đó là một cái sự tiêu thụ mà thực phẩm, hoặc là một cái sử dụng những cái thuốc mà nó có khoa học để nó bảo vệ sức khỏe chúng ta. Chứ còn hoàn toàn chúng ta đừng có mà ngộ nhận rằng nghe ai quảng cáo hoặc cái gì tốt cũng nghe theo, thì cũng có thể có những cái thuốc nó tốt, có đúng, nhưng mà cũng có những cái chúng ta không biết trước được và nó để ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Dạ. Cho nên mới có một cái khái niệm mà gần đây chúng ta cũng nghe đề cập đến rất là nhiều, đó là cái khái niệm hãy là người tiêu dùng thông minh, là như vậy, phải không ạ, thưa bác sĩ? Kim Ánh thấy như nè, thật ra bây giờ ở gia đình những người nội trợ thì cũng rất là quan tâm đến câu chuyện gọi là giải độc gan, và có rất nhiều những cái loại nước uống mà được các gia đình của chúng ta chế biến từ trà hoa cúc, trà artiso, gạo lứt rang chẳng hạn, rất rất nhiều. Có nhiều nhà còn áp dụng bằng cách là uống mỗi ngày luôn. Thật ra nếu mà chúng ta nhìn cái câu chuyện giải độc bằng những cái loại nước uống như vậy mỗi ngày thì nó có những cái hay như thế nào, hoặc là có những điểm chúng ta cần lưu ý như thế nào? Có khi nào bởi vì quá quan tâm đến sức khỏe mà chúng ta lại vô tình làm hại cho lá gan của mình nó phải giải độc nhiều hơn không? Có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều nhà quan tâm ngày hôm nay sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng giải đáp ngay sau đây nha. Xin mời bác sĩ. Thật ra thì những cái thức uống mà Kim Ánh vừa nêu ra đó, thì ví dụ như ta uống những cái gạo rang, hoặc là những cái loại đậu, cái nước đậu rang, hoặc là thậm chí trà hoa cúc, hoặc là một số những cái trà artiso vân, thì giống như tôi mới đề cập đó, thì bản chất của những cái chất mà người ta xem như là cái chất giải độc đó, thì cái thành phần hoạt chất cũng như là một số những cái hoạt chất bên trong, nó đều là những cái chất có khả năng mà nó khử độc hoặc là nó chống oxy hóa. Chẳng hạn tôi thấy là trong các loại đậu, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh vân vân, thì nó cũng sẽ có một số những cái thành phần, những cái chất nó giúp tăng cường sức khỏe, cũng như là nó cũng sẽ có một số những cái chất chống oxy hóa. Thật ra nhiều khi có dân gian ta nói là thể mà ăn đậu xanh coi chừng nó bị gọi là giải thuốc vân vân. Tại thật ra đó là gì? Đó là trong đó nó có chứa những cái thành phần, những cái enzyme, những cái men, hoặc là những cái chất để giúp cho cái chuyển hóa của các cái thuốc nó sẽ được tăng cường lên. Nhưng mà cái chuyện đó là do cái suy nghĩ chúng ta nghĩ rằng là bây giờ thôi, và cái môi trường chúng ta tiếp xúc nhiều độc chất, thôi cứ hàng ngày người ta uống gạo rang, hoặc là uống nước đậu vân vân, là uống nước trà này trà kia. Thì thật ra cái đó là chúng ta chỉ là để mà trấn an bản thân mình thôi, chứ còn thật ra cái vai trò thật sự của những cái thành phần đó thì nó cũng có một cái vai trò hỗ trợ một phần thôi, chứ còn nó không thể nào mà nó giúp hoàn toàn là giải độc hết cho cái cơ thể chúng ta. Vì cái quan trọng nhất là đừng đưa cái độc chất vào cơ thể, đó là cái chuyện quan trọng nhất. Và gan chúng ta nó vẫn đủ khả năng để mà nó làm cái nhiệm vụ của nó, không cần phải có một cái sự hỗ trợ gì quá mức mà bên ngoài. Tuy nhiên nếu mà gan ta đang có vấn đề, đang có bệnh, hoặc là khi ta tiếp xúc trực tiếp với là một cái độc tố mà đặc biệt, thì một số những cái chất mà giải độc gan, hoặc là một số những cái thuốc, tôi gọi là những cái thuốc mà hỗ trợ gan đó, thì lúc đó nó cũng sẽ có một cái vai trò nhất định, là nó giúp cho phục hồi lại tế bào gan và giảm đi cái mức độ mà tổn thương, cũng như là nó sẽ hóa giải những cái thành phần mà oxy hóa, những cái gốc tự do, hoặc là một số những cái cung cấp những cái cơ chất đặc biệt để nó giúp cho cái gan chúng ta tăng cường hoạt động, thì lúc đó chúng ta cần. Còn nếu thật sự nếu mà chúng ta ăn uống lành mạnh, có khoa học, và cái khoa học ở đây nó phải mang cái tính chất là chúng ta phải ăn uống nó phải đầy đủ chất, tức là chúng ta đừng có nghĩ là cái chất nào bổ là chúng ta phải đưa vào trong cơ thể thì càng nhiều càng tốt. Cái đó là quan điểm sai. Tất cả chúng ta nói là các cái vitamin, tức là các thuốc mà chúng ta hay gọi là thuốc bổ đó, mà ta uống mà nó quá cái lượng cần thiết thì nó lại tích tụ trong cơ thể và nó gây tác hại. Thí dụ vitamin A mà uống liên tục, uống nhiều quá, nó sẽ làm cho bệnh nhân bị tăng áp lực ở não vân vân.
Và nó có rất nhiều những cái thành phần. Còn chúng ta uống nhiều các cái vitamin nhóm B đó, uống quá mức thì chúng ta thải qua nước tiểu hết trơn. Như vậy chúng ta thật là cơ thể chúng ta nó sẽ cần một số những cái chất, nhưng mà nó cũng sẽ biết gạn lọc những cái chất nào cần thì nó giữ lại, còn mà chúng ta cung cấp dư thừa thì nó sẽ thải bớt. Và những cái chất nào mà nó không thải được thì nó tích tụ, nó lại gây độc cho cơ thể chúng ta. Như vậy thì đừng có nghĩ rằng là tôi đưa càng nhiều chất bổ vô cơ thể chúng ta là cơ thể chúng ta sẽ bị là được bổ đâu. Thành ra cái chuyện mà cái quan niệm mà bổ đó, hoặc là thức ăn bổ cũng là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Chẳng hạn thì chúng ta biết là tới cái mùa mà thi thì thường là các phụ huynh hay mua các cái vitamin để trong đó có B6 hoặc là vitamin vân vân, hoặc là cho mua ra chợ mua ốc heo về chưng rồi ăn là cho nó bổ não. Thực ra cái đó là chúng ta để thỏa mãn một cái sự mà an tâm của chúng ta thôi, chứ còn thật ra không phải là ăn não, ăn ốc heo hay là ăn những cái phủ tạng mà nó làm tăng bồi bổ đâu. Và cái quan niệm là ăn mà cái ngũ tạng của động vật đó, thì thí dụ như là ăn gan của heo hoặc gan của các cái động vật đó, thì đôi khi nó lại tác hại cho gan. Tại vì sao? Vì các cái gan của các động vật đó, nó cũng chứa những cái chất độc do cái gan nó khử độc. Nó có thể tồn đọng một số những cái độc chất. Và nếu mà chúng ta ăn quá tải thì nó sẽ làm tích tụ trong cơ thể và nó gây ra ảnh hưởng sức khỏe. Do đó mà không phải là ăn gì bổ nấy đâu nha. Thành ra do đó mà chúng ta thấy đó là gì? Do cái tâm lý chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ăn để mà bồi bổ cơ thể, và chứ còn thật sự cái vai trò của nó tới đâu chưa có cái chứng minh rõ ràng. Ngày hôm nay có lẽ là chúng ta cũng vỡ lẽ ra được rất nhiều điều mà hồi đó giờ cứ truyền tay nhau ha, cái người này nói người kia, những cái câu chuyện như là ăn gì bổ nấy, hay là cái câu chuyện giải độc thì cũng phải biết đúng phương pháp và giống như bác sĩ vừa hướng dẫn, phải không ạ? Cái bánh tò mò một chút xíu, mỗi người là 2 lít nước mỗi ngày, không biết là bác sĩ Bùi Hữu Hoàng có uống cái gì đặc biệt ngoài cái nước lọc hay là nước khoáng như chúng ta thường nói, có cái gì đặc biệt để tốt cho lá gan mà bác sĩ sử dụng không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ cái bánh bắt trước đấy. Thật ra thì tôi về cái nước thì tôi thấy là nước là cái thành phần mà nó trung tính và nó là một phần tất yếu của sự sống. Tức là chúng ta thấy rằng là nước là một cái chất mà rất cần thiết cho cơ thể. Chúng ta thiếu nước là chắc chắn là chúng ta sẽ có vấn đề. Do đó mà chúng ta thấy là, nhưng mà uống cái nước gì cho tốt, thật sự là thường là chúng ta tùy theo chúng ta cần cái gì, thiếu cái gì thì chúng ta mới bổ sung. Chứ còn không phải là giống như nói là bây giờ nếu mà mình nói là mình thấy cái thuốc này là tốt hoặc là cái nước này tốt thì chúng ta uống quá mức thì cái đó cũng không cần thiết. Do đó mà ngay cả một số những thức uống mà nó có chất ngọt nhiều chắc chắn nó làm chúng ta tăng cân. Tại người ta biết là khi chúng ta uống nước ngọt nhiều thì cái chất lượng đường dư thừa đó thì nó sẽ cũng được gan nó chuyển đổi thành mỡ, và nó tích tụ trong gan nó thành cái gan nhiễm mỡ, và nó mỡ nó dư quá thì nó luân chuyển trong cơ thể chúng ta, nó sẽ đóng vào trong cái thành mạch, nó gây ra xơ vữa mạch máu, rồi nó ảnh hưởng trên các phủ tạng trong cơ thể chúng ta. Do đó mà nên hạn chế những cái thức uống mà quá ngọt nha. Còn tất cả những cái thức uống khác thì thật ra chúng ta phải biết là chúng ta thiếu cái gì, chúng ta mới cung cấp đủ thôi, và cung cấp đủ chứ đừng cấp dư. Nha. Còn nước thông thường thì chúng ta uống thoải mái, chứ không có cái gì mà phải cần phải là cái thuốc mà cái nước gì bổ dưỡng hơn để mà chúng ta uống đâu. Thưa bác sĩ, nhân nói đến câu chuyện lá gan thì có một cái điều này thì mình thấy là rất nhiều người thường hay băn khoăn nè. Tức là một số người mà đi khám sức khỏe đó thì sẽ có một cái chỉ số là men gan tăng, nhưng mà bác sĩ thì lại khuyên là cái này không cần điều trị, về theo dõi thôi. Thì nhiều người lại băn khoăn là tại sao men gan tăng nhưng mà lại không điều trị. Ở đây thì sẽ hiểu cái câu chuyện này ở góc độ y học như thế nào. Chắc có lẽ là bác sĩ Bùi Hữu Hoàng cũng giải đáp giúp cho rất nhiều người khi mà băn khoăn với vấn đề này. Xin mời bác sĩ. Nhân đây thì tôi cũng muốn giải thích thêm cho tất cả các khán giả hiểu rõ về cái men gan là cái gì. Thật ra chúng ta thấy ta gọi là men gan, nhưng mà thật sự đó là những cái enzyme mà trong các cái tế bào. Mà cái enzyme đó thật sự đó, nó không có phải chỉ có trong gan, mà nó có thể nó ở trong rất nhiều các cái loại tế bào khác. Và chúng ta biết là các cái men mà chúng ta gọi là men gan chính á, nó có 3 cái loại men.
mà chúng ta hay thử máu để mà chúng ta tìm cái bệnh đó, trong đó nó có cái men ALT, cái men AST và cái men GGT. Thì các cái men đó thật ra đó là những cái men để nó chuyển đổi các cái gốc amin từ một cái acetamin này sang acetamin khác. Và những cái chất đó nó nằm ở trong tế bào gan. Vì đây là một cái dấu hiệu là khi mà cái chất nó nằm trong tế bào, bây giờ cái tế bào gan chúng ta nó bị tổn thương, nó bị hư hoại thì nó vỡ ra. Thì những cái thành phần bên trong nó sẽ thoát ra ngoài và nó tăng ở trong máu. Thì đây là một cái dấu hiệu để cảnh báo là gan chúng ta đang có bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự tăng men gan nó là một cái dấu hiệu gián tiếp cho thấy cái gan chúng ta đang bị tổn thương. Tôi lấy ví dụ như là nếu ta thấy mà có một cái đám khói bốc lên thì ta biết chỗ đó có cái có lửa. Yeah. Đúng không? Thì như vậy thì bây giờ gan chúng ta đang tổn thương thì cái biểu hiện bên ngoài của nó là sự tăng men gan mà chúng ta thử máu. Thì cái sự tăng men gan không phải là bình thường đâu. Nếu mà người nào nói mà cái tăng men gan mà không chữa thì không đúng. Nhưng mà chúng ta biết là có những người có bệnh như men gan bình thường. Yeah. Thì những cái ca đó chúng ta phải coi cái nguyên nhân là cái gì. Có tùy nguyên nhân mà chúng ta có những cách xử lý. Nhưng mà nếu mà cái men gan tăng thì cái quan trọng chúng ta phải tìm hiểu nó tăng do nguyên nhân gì. Và chúng ta tìm đúng nguyên nhân đó và chúng ta chữa đúng nguyên nhân thì nó mới khỏi. Chứ còn mà chúng ta đừng có thấy tăng men gan rồi chữa chung thì có thể là sẽ không có đạt được hiệu quả. Tại vì nếu ta chữa chung thì nó chỉ là chữa triệu chứng thôi. Yeah. Còn nếu mà chúng ta muốn cho không tăng men gan thì bắt buộc chúng ta phải tìm nguyên nhân và chữa đúng nguyên nhân thì tự động men gan nó trở về bình thường. Do đó mà chẳng hạn này tôi nói là nếu như mà chúng ta bị viêm gan do virus, do siêu vi thì chúng ta phải chẩn đoán chính xác là con virus nào và dùng cái đúng cái thuốc để chữa con virus đó. Tại vì mỗi loại virus nó có những cái thuốc khác nhau chứ không phải là thuốc nào để chữa bá bệnh đâu. Yeah. Do đó mà chúng ta đừng có nghe nói là cái thuốc này là chữa bá bệnh là cái chuyện sai. Phải chữa đúng gốc, đúng ngọn. Chứ còn mà chúng ta mà chữa chung mà không có rõ mà thì có thể là chúng ta sẽ chỉ chữa triệu chứng thôi. Tức là bên ngoài có thể là chúng ta dùng một số những cái chất nó làm bình ổn men gan nhưng mà cái nguyên nhân chúng ta không giải quyết thì khi chỉ cần ngưng cái thuốc đó thì chắc chắn là cái gan nó sẽ bộc lộ ra rõ. Yeah. Mà chưa chắc là cái men gan nó trở về bình thường mà cái gan nó không bị tổn thương ở đâu. Do đó chúng ta phải chữa đúng nguyên nhân thì nó mới giải quyết được gọi là tận gốc cái bệnh. Dạ. Yeah. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì có lẽ là sẽ một cái câu hỏi cũng là đúc kết của nội dung đề tài chúng ta ngày hôm nay, đó là làm sao để nhà nhà ăn Tết vui, người người ăn Tết vui mà lá gan của mình nó vẫn khỏe. Có lẽ là rất nhiều khán giả đang chờ lời khuyên từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Xin mời bác sĩ ạ. Lời khuyên về y tế cho tất cả các người dân cũng như khán giả thì là như thế nào? Là chúng ta phải có, thứ nhất là phải hiểu biết về cái sức khỏe của chúng ta. Và chúng ta được phép vui chơi ngày Tết, nhưng mà nó phải có một cái chừng mực. Những cái chừng mực đó hồi nãy chúng tôi đã phân tích rồi. Chúng ta có thể được uống rượu bia, chúng ta có thể được ăn một cái bữa Tết đầy đủ với thịt heo, dưa món vân vân. Chúng ta có thể sử dụng các cái thức uống này, thức uống kia hoặc là những cái thực phẩm, nhưng mà chúng ta sẽ nên phải có một cái sự cân đối và khoa học. Chúng ta phải tìm hiểu rõ cái nguồn gốc của những cái thực phẩm chúng ta sử dụng. Và thứ hai là mức độ nó vừa phải. Và thứ ba là khi cần thiết thì chúng ta phải có một cái, phải biết cách để mà nó hóa giải và giúp cho cơ thể chúng ta nó có một cái thời gian nghỉ, cái thời gian để cân bằng, để nó sẽ bình ổn trở lại. Tại vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng đâu, nó cũng có những lúc lên xuống. Dạ. Thăng trầm như vậy mới là cuộc sống. Thì nó mới là cuộc sống. Dạ. Chứ còn nếu cuộc sống lúc nào mà cứ mà tối ngày cứ chỉ ăn có một cái món mà cứ kiêng hoài thì sống làm gì? Yeah. Đúng không? Do đó mà chúng ta thấy là chúng ta vẫn tận hưởng cái cuộc sống đầy đủ, nhưng mà phải có cái khoa học và phải có kiến thức để chúng ta biết làm sao cân bằng và điều chỉnh cho cái bản thân của chúng ta. Yeah. Và tôi thấy rằng là cái chuyện mà cái sống mà nó phải có biết kiến thức, giống như là cái người tiêu dùng kiến thức hồi nãy Kim Ánh có, yeah, có nêu, là một cái quan điểm mà chúng ta phải ghi nhớ và chúng ta thực hành.
Dạ, rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Liên chi hội gan mật Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đến đây và mang đến những cái thông tin mà Kim Ánh nghĩ rất là hữu ích cho các gia đình vào thời điểm này, để làm sao chúng ta có thể giữ gan khỏe mạnh và an lành đón xuân, phải không ạ, thưa tất cả quý vị. Và phần sau của chương trình thì chúng tôi sẽ dành thời gian để có thể giải đáp thêm những cái thắc mắc mà quý vị đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay trên các fanpage mà Kim Ánh đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình. Rượu là bạn xấu của gan, thuốc lá độc hại là càng xấu hơn, làm gan suy yếu tổn thương, viêm gan nhiễm mỡ tan men gan nước kia, da khô mụn nám còn kia. Đã có Naturen, thực phẩm bảo vệ sức khỏe liên năng cứng giải độc gan. Naturen chiết xuất từ các thành phần trong tự nhiên. Naturen giúp hạ men gan, giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, viêm gan. Naturen đã được thử nghiệm lâm sàng hạ men gan trong 6 tuần. Sản phẩm của DHG Pharma, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình truyền hình trực tuyến do cổng thông tin tư vấn Alo Bác Sĩ thực hiện, được phát trên trang web alobacsi.vn và fanpage Alo Bác Sĩ Hỏi Bác Sĩ Trả Lời. Chương trình đang được sự đồng hành của thực phẩm tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan Naturgen của công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Trên fanpage của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều những câu hỏi của khán giả gửi về Kim Ánh nghĩ, bởi vì đây là một cái đề tài quá là thiết thực, gần gũi và cũng rất là hữu ích cho các gia đình vào thời điểm này ha. Tất nhiên là thời gian cũng không đủ để Kim Ánh có thể giải đáp hết tất cả những thắc mắc của quý vị đâu. Cho nên là nếu mà những quý vị nào mà chúng ta chưa được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay thì hãy tiếp tục theo dõi trên fanpage ha. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp ở những chương trình sau. Thưa bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, đầu tiên là câu hỏi của một bạn có tên là Phạm Thị Ngọc Anh gửi về cho chương trình. Bạn hỏi như thế này: thưa bác sĩ, hồi nãy giờ nghe bác sĩ nói thì em và cùng với nhiều chị em cười sung sướng lắm bởi vì mình không có uống rượu bia, chắc là lá gan của mình vẫn khỏe mạnh qua những cái ngày lễ Tết. Em cũng xin được hỏi bác sĩ là như vậy thì ngoài rượu bia còn có những cái thói quen nào nó khiến cho lá gan của mình dễ bị ngộ độc hơn, và những cái dấu hiệu nào cho thấy là gan đã bắt đầu bị tổn thương rồi? Xin mời bạn Ngọc Anh sẽ nghe phần tư vấn của bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Xin mời bác sĩ ạ. Thực tế thì chúng ta có nghe một số những cái bệnh lý liên quan về gan, mà gần đây chúng ta thấy là có những cái nhóm bệnh gọi là gan nhiễm mỡ. Thì cái gan nhiễm mỡ đang là một cái xu thế đang gia tăng trong cái dân số của chúng ta. Và trước kia thì cái tỷ lệ này nó không nhiều, nhưng mà gần đây chúng thấy là cái tỷ lệ gan nhiễm mỡ chúng ta càng gia tăng. Thì đối với gan nhiễm mỡ đó, thì khi chúng ta uống rượu nhiều đó thì chắc chắn cái gan chúng ta sẽ bị nhiễm mỡ, và cái nhóm những cái đối tượng đó nó hay rơi vào cánh đàn ông. Đó là thường là uống rượu bia thì ông nào cũng có cái gan bị nhiễm mỡ, và khi đi làm siêu âm lúc nào người ta cũng trả lời là gan anh là nó mỡ nhiễm đầy thôi đó. Và đó là nam giới, nhưng mà ngược lại những phụ nữ hoặc là một số những đối tượng còn lại mà không sử dụng rượu bia thì nó vẫn có một cái nhóm bệnh ta gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu. Cái nhóm bệnh này nó rất đa dạng, nó hay gặp ở những người mà thừa cân béo phì. Ngày nay chúng ta ăn uống rất nhiều những cái thực phẩm có giàu năng lượng, do đó mà chúng ta dễ tăng cân. Thứ hai là những người bị đái tháo đường, tức là người bị tiểu đường đó, thì chắc chắn cái gan nó cũng sẽ bị nhiễm mỡ. Và cái thứ ba nữa là những người sử dụng một số những cái thuốc có thể ảnh hưởng trên cái rối loạn chuyển hóa của gan, và nó có thể dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Mà riêng đối với là các phụ nữ thì tôi sẽ xin phép có một cái cảnh báo. Thường phụ nữ hay rơi vào một cái nhóm bệnh gọi là thích làm đẹp. Mà thích làm đẹp thì chúng ta gì? Đi săn lùng tìm những cái thực phẩm chức năng hay là một số những cái bài thuốc, những cái chất gì đó để chúng ta uống vào, ăn vào để cho có một cái làn da gọi là trắng mịn, hoặc là làn da đẹp, hoặc là chúng ta nghĩ là chúng ta dùng những cái thuốc để tăng cường bồi bổ sức khỏe, tăng cường cái tuổi xuân của chúng ta. Nhưng mà nó cũng có những cái thành phần thực phẩm chức năng mà nó không có cái nguồn gốc mà rõ ràng. Và người ta trên thị trường chúng ta thấy là họ bày bán, hoặc là bây giờ trên cái thông tin mạng họ rất là dễ dàng trong vấn đề quảng cáo, và chỉ cái người tiêu dùng mới là một cái nạn nhân của cái vấn đề đó. Và do đó mà
trên thực tế ở bệnh viện chúng tôi thỉnh thoảng có gặp rất nhiều những chị em phụ nữ vô bệnh viện trong tình trạng mà nguy kịch, là suy gan cấp, là do sử dụng những cái thuốc không đúng cách. Đã, uống những cái thuốc mà chúng ta tưởng là thuốc, nhưng mà trong đó nó là những cái thành phần mà đó nó không có phù hợp với cơ thể chúng ta, và nó gây ra cái phản ứng mà độc hại. Như vậy chúng ta thấy rằng là phải trở lại một vấn đề là chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ những cái chất mà chúng ta sử dụng, phải hiểu rõ nó, và chúng ta sử dụng nó phải có một cái sự chỉ dẫn của những cái người có kinh nghiệm, hoặc là những người mà có kiến thức về y khoa thì chúng ta mới sử dụng, chứ còn không nên tin tưởng những cái lời mà quảng cáo quá mức, mà nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Như vậy thì phụ nữ nên lưu ý cái chuyện đó, tôi chỉ cảnh báo như vậy thôi. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đã có một cái lời cảnh báo mà Kim Ánh nghĩ là rất là hữu ích cho giới phụ nữ. Mặc dù là chị em phụ nữ có thể mỉm cười sung sướng giống như là vị khán giả vừa nói là không uống rượu bia, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể lại va vấp ở những cái nội dung khác trong cái câu chuyện giải độc, vâng mà thưa bác sĩ. Trên fanpage của chương trình thì có câu hỏi của một bạn có tên là Lê Thanh Loan. Câu hỏi nghe cũng có vẻ cũng hơi tâm tư lắm. Chị hỏi như thế này, thưa bác sĩ, chồng tôi vì công việc cho nên là cũng thường xuyên dùng rượu bia. Câu này nghe quen phải không ạ? Và mỗi câu tiếp theo là các chiến hữu của chồng tôi á, thì thường hay nói là gan có thể tự phục hồi, cho nên là có thể yên tâm mà uống. Có lẽ như câu này cũng là một câu mà các ông thường viện dẫn ha, để cho cái việc uống rượu của mình. Chị hỏi tiếp nè, tôi can hoài nhưng mà không có được. Xin hỏi bác sĩ là ở mức độ tổn thương như thế nào thì gan có thể tự cứu mình, và ở mức độ nào thì gan đành phải buông tay đầu hàng? Nghe có vẻ hơi ngậm ngùi. Xin mời bác sĩ Bùi Hữu Hoàng ạ. Trước khi mà muốn cứu chúng ta phải tự giải cứu. Yeah. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Là đó là do một cái ý thức của chúng ta. Tôi có gặp rất nhiều những cái bệnh nhân mà đến khám là vì gọi là tăng men gan, rồi uống rượu bia nó gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ, rồi tới xơ gan và ung thư vân vân. Thì những bệnh nhân đó thì thường nó rơi vào một số những cái nhóm bệnh nhân, phải nói là nhiều bệnh nhân mới than nói bây giờ bác sĩ ơi, nếu mà em bỏ rượu bia là chắc em giải nghệ, em nghỉ làm. Tại bây giờ khi mà hàng ngày mà em đi giao tiếp, em làm ăn, nhất là làm kinh doanh vân vân, thì bắt buộc phải ký hợp đồng trên bàn tiền đó. Yeah. Thì như vậy thì làm sao mà có thể giải quyết được? Thì thật sự thì chúng ta biết là có những cái lúc chúng ta phải tiếp khách và chúng ta sử dụng, nhưng mà đừng có tạo nó thành một cái cớ để mà chúng ta tiếp tục mà chúng ta làm hại cái lá gan của mình. Tại vì chúng ta thấy là có thể từng bước khi chúng ta sử dụng liên tục thì nó tạo một thói quen, vì rượu bia nó là một cái chất gây nghiện. Có những người nhiều khi uống riết rồi thành cái thói quen và không thể bỏ được. Và khi bỏ là cái tai rung rồi, và xuất hiện rất nhiều cái triệu chứng mê sảng hoặc là bức rứt vật vã vân vân. Và khi uống rượu vô thì nó tỉnh lại. Đó. Như vậy tôi thấy rằng là do đó mà chúng ta phải tự cứu lấy mình. Tức là chúng ta vẫn phải có những cái, phải biết ở cái mức giới hạn nào đó chúng ta phải hạn chế bớt, và tránh đừng có tạo ra cái hiện tượng nó quá gọi lặp đi lặp lại, và phải có một thời gian cho cái gan nó nghỉ. Còn thật sự thì những cái biện pháp mà tôi gọi là dùng những cái thuốc giải độc hoặc là những cái thuốc hỗ trợ gan, đó là một biện pháp tạm thời. Thật ra chúng ta có thể sử dụng để nó tăng cường, giúp cho cái gan chúng ta nó phục hồi nhanh hơn thì có thể vẫn có sử dụng. Nhưng mà lúc nãy chúng tôi có nói rằng là khi mà chúng ta vừa uống rượu rồi chúng ta dùng cái chất giải độc để chúng ta uống kèm, như vậy thì nó cũng tạo thành một ý thức chủ quan, và tôi nghĩ là tôi đang được bảo vệ. Yeah. Và tôi cứ thoải mái chứ tôi tiếp tục như vậy thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ tạo thành một cái nếp, một cái thói quen, và cái gì nó đã trở thành một cái thói quen rồi rất là khó bỏ. Và đặc biệt rượu nó là một cái chất gây nghiện nữa, do đó mà đã tự bản thân chúng ta không tự kiềm chế và chúng ta còn bị lệ thuộc bởi cái chất kích thích do cái rượu nó gây ra, thì nó sẽ tạo cho chúng ta không thể nào mà dừng lại được. Đó. Như vậy thì mỗi người họ hơn nhau, họ khác nhau, là tùy theo cái ý thức và cái mức độ chúng ta có thể kiểm soát được bản thân mình. Yeah. Chứ còn mà nếu mà chúng ta nói là cách gì để giải cứu thì tôi nói là phải tự mình tự giải cứu mình. Yeah.
Và có lẽ đây cũng là một cái lời khuyên cho rất nhiều người, phải không ạ, trong những cái tình huống tương tự như là chị Lê Thành Loan đã đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. À, không ai giải cứu được mình bằng mình, phải không ạ, trong cái câu chuyện rượu bia này. À, thưa bác sĩ, cũng trên fanpage của Alo Bác Sĩ, hỏi bác sĩ trả lời, có câu hỏi của một bạn có tên là Phạm Thị Hoa. À, bạn hỏi là thưa bác sĩ, chồng em đang điều trị mỡ máu và gan nhiễm mỡ bằng loại thuốc rosuvastatin 10mg. À, hiện nay thì em cũng nghe nói là có những cái thuốc có thể bồi bổ cho gan và tăng cường chức năng gan. Như vậy em có thể uống cái thuốc này cùng với Natuzen của Dược Hậu Giang được hay không? Hai thuốc này có uống chung được không? À, xin cảm ơn bác sĩ và xin mời bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Trước tiên thì tôi cũng sẽ phân tích hai vấn đề. Thứ nhất là cái rosuvastatin á, nó là một cái thuốc mà trong cái nhóm ta gọi là nhóm statin, đây là một cái thuốc nó tác dụng là nó làm giảm cái cholesterol ở trong máu và nó sẽ ức chế sự tổng hợp cholesterol, do đó nó sẽ làm cho các cái chất mỡ mà có hại cho cơ thể chúng ta nó sẽ giảm đi. Thường là nó sẽ sử dụng trong rất nhiều các cái bệnh lý rối loạn mỡ máu, những người bị tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu vân vân thì chúng ta sử dụng mà liên tục. À, thì cái thuốc này thì lúc trước người ta nghĩ rằng là nó có thể có khả năng làm tăng cái men gan, có thể ảnh hưởng gan. Nhưng mà qua một cái thời gian sử dụng thì người ta ghi nhận là cái ảnh hưởng trên gan nó rất là thấp. Nếu mà chúng ta sử dụng với một cái liều vừa phải và đúng theo cái chỉ định của bác sĩ, và chúng ta đừng có tự ý mà uống mà quá cái mức cần thiết, thì chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Còn cái chuyện mà chúng ta uống cái thuốc rosuvastatin rồi chúng ta nghĩ rằng là có thể ảnh hưởng trên gan, rồi chúng ta phải đi kèm thêm một cái thuốc mà hỗ trợ cái gan, thì đó là do chúng ta chủ quan, chúng ta nghĩ như vậy thôi. Chứ còn thực tế cái vấn đề đó nó vẫn không phải có một cái ý nghĩa hay là một cái vai trò gì rõ ràng. Còn riêng nếu chúng ta bàn về cái Naturen, thì cái Naturen thì là đây là một cái loại thuốc đặc biệt, nó có rất nhiều cái thành phần và nó chiết xuất từ tự nhiên, tức là từ một số những cái hoa quả có trong tự nhiên. Theo tôi biết là có thể nó chiết xuất từ cái củ cải, rồi nào là cái trái lekima, rồi mướp đắng, tức là cái khổ qua, rồi đu đủ, rồi nào là có những cái tỏi vân vân, tức là thành phần. Thì thật ra những đó là những cái thành phần, bản chất của nó có chứa một số những cái chất mà chống oxy hóa. Chẳng hạn như là trong cái gấc hoặc là lekima đó thì nó có cái beta carotene, thì nó giúp cho cái vấn đề mà cung cấp vitamin A, làm cái chất chống oxy hóa rất là tốt. Hoặc là chúng ta có cái thành phần trong cái tỏi, hoặc là trong một số những cái thành phần trong đó thì nó có chứa cái chất methionine, L-cysteine vân vân, thì nó sẽ là những cái chất cung cấp để giúp cho cơ thể chúng ta nó tạo thành cái glutathione để nó giải độc gan. Thì như vậy thì thật sự khi mà chúng ta có cái bệnh lý, có cái bất thường về gan thật sự, thì chúng ta uống một cái thời gian để nó tăng cường bảo vệ gan thì cái đó là hợp lý nha. Còn nếu mà cái gan ta đang bình thường, không có một vấn đề gì, thật ra thì tôi nghĩ cũng không cần thiết là chúng ta phải đưa quá nhiều cái gì vô cơ thể. Do đó mà chúng ta nên có một cái ý thức là ăn uống chừng mực, hoặc là sử dụng những cái thuốc hợp lý, đúng cách, đúng theo chỉ định của bác sĩ, thì cái gan chúng ta nó hoạt động bình thường, thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng bất kỳ một cái gì khác. Tại cái gan chúng ta nó có một cái đủ khả năng để nó tự điều chỉnh và nó giúp cho cơ thể chúng ta khử độc. Nhưng mà khi chúng ta có một vấn đề, có cái bệnh, thí dụ chúng ta có một cái bệnh gan, hoặc là chúng ta đang có một cái tiếp xúc trực tiếp với lại một số những cái độc chất, hay là có một cái yếu tố mà tạm thời nó có ảnh hưởng trên gan, thì cái biện pháp sử dụng theo những thức hỗ trợ là hợp lý. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải biết chọn lựa những cái thuốc hoặc những cái chất nào đúng là nó có một cái nguồn gốc, những cái bản chất mà những cái thành phần mà chúng ta đã được hiểu rõ là nó có cái thành phần tốt cho cơ thể hoặc là giúp cho hệ thần gan thì chúng ta mới sử dụng. Còn nếu mà chúng ta chưa rõ, ta phải xin tư vấn của các cái chuyên gia hoặc là một số những cái người có kiến thức y học, thì như vậy thì chúng ta mới sử dụng thuốc một cách hợp lý. Còn nếu mà chúng ta tự ý, chúng ta nghe trên những cái thông tin rồi chúng ta tự sử dụng, thì có khi những cái cũng đúng. Tức là tại vì nếu chúng ta may mắn ta uống phải cái thuốc mà nó đúng hoặc là nó tốt thì không sao. Nhưng mà nếu chúng ta không may, chúng ta phải mua phải những cái thành phần, những cái thuốc mà nó không rõ nguồn gốc, mà không rõ xuất xứ, và nhiều khi chỉ là cái lời quảng cáo thôi, thì nó sẽ tiền mất tật mang. Mà cái đó một cái là cái nguy hiểm mà hiện tại bây giờ cái vấn đề này nó xảy ra rất là phổ biến ở
trong xã hội chúng ta. Dạ, và đây cũng là một cái lời khuyên rất là hữu ích cho các gia đình ha. Kim Ánh nghĩ là bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đã đưa ra một cái thông tin để tất cả mọi người của chúng ta có thể hiểu và cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng một sản phẩm như thế nào. Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ, câu hỏi của một bạn có tên là Xuân Thảo. Thưa bác sĩ, ngày Tết thì tôi cũng phải thường uống nhiều bia, nhưng mà tôi chọn cái cách là uống bia và nước ngọt xen kẽ với nhau, bởi vì tôi nghĩ như vậy thì cái lượng bia mình hấp thu nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà nhiều người nói là uống như vậy thì nó có hại còn hơn là chỉ uống bia. Thật ra thì đúng sai như thế nào? Ngày hôm nay xem chương trình, tôi cũng muốn hỏi bác sĩ để mình cũng biết cách trong thời gian tới. Xin mời bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Cái câu này thì là cũng cái câu mà chúng tôi đã được nghe đề cập rất nhiều. Chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà chúng ta biết là khi chúng ta uống bia rượu đó, thì có những người ta nói rằng là khi uống rượu thì phải ăn, chứ còn mà để bụng đói mà uống thì là dễ, rất là dễ sai. Có đúng không? Và rất là tác hại. Cái điều đó hoàn toàn đúng. Dạ. Tại chúng ta biết là khi chúng ta uống rượu thì trước khi mà cái rượu nó xuống cái ruột để mà nó hấp thu vào trong máu, thì khi nó đang nằm ở trong dạ dày chúng ta, rất là bao tử đó, là nó cũng đã được hấp thu một phần rồi. Và cái sự hấp thu của cái chất cồn qua cái đường tiêu hóa, qua dạ dày đó, nó sẽ hấp thu rất là nhanh. Nó tùy theo cái thành phần thức ăn mà chúng ta ăn vào. Do đó nếu mà người ta thấy rằng nếu mà chúng ta uống bia rượu mà chúng ta có ăn có chất đạm, thí dụ như là cái mồi chúng ta phải đủ đầy đủ năng lượng, chứ không phải là cốc ổi không thì sao? Chứ là nếu mà chúng ta vừa uống rượu mà chúng ta có ăn, mà nhất là ăn có chất đạm, thì là nó làm chậm cái sự hấp thu cái cồn. Như vậy thì cái hấp thu nó sẽ chậm đi, do đó cái cảm giác chúng ta bị gọi là say, hoặc là những cái cảm giác mà chúng ta bị mà khó chịu, nó sẽ từ từ, nó xảy ra từ từ. Còn nếu mà chúng ta uống bia rượu mà kèm theo chúng ta uống nước ngọt, thì cái chất đường đó, cái glucose đó, nó lại tăng cái khả năng hấp thu cái chất cồn qua đường tiêu hóa. Như vậy thì cái người mà vừa uống bia mà còn pha nước ngọt vô thì dễ sai lắm. Tại vì chính cái chất đường nó là một cái chất dẫn để giúp cho cồn đi vào trong máu chúng ta nhanh hơn. Như vậy chúng ta sẽ cảm giác sai nhanh hơn. Đó, và đó là cái đó là hoàn toàn là cái điều đó là hoàn toàn là có trên thực tế. Thì do đó nhiều khi chúng ta không hiểu, và chúng ta cứ theo cái suy nghĩ, cái suy đoán mà cá nhân ta thôi, ta nghĩ là phải pha trộn cái này vô kia để làm loãng bớt. Mà thật sự mà loãng thì không đúng cách. Còn thí dụ như ta nói là khi uống bia mà uống rượu mà chúng ta sai rồi, thường là dân gian nó là phải cho uống nước chanh hoặc là uống giấm để mà giả rượu. Cái đó hoàn toàn đúng. Tại sao? Chúng ta biết là gì? Khi mà ta biết là cái cồn á mà nó gặp một cái axit, cái chất chua, thì nó trung hòa bớt đi. Như vậy thì nó sẽ làm hóa giải bớt, nó giúp là giảm bớt cái nồng độ cồn. Như vậy chúng ta thấy là muốn giả rượu thì chúng ta thường phải uống nước chanh, hoặc là thậm chí mà dân gian khi uống giấm nữa. Để mà nó cung cấp cái axit acetic, hoặc là bên uống nước chanh là để mà nó cung cấp cái axit citric vân vân, để mà nó trung hòa, nó để mà nó làm giảm đi cái lượng rượu. Nó có những cách để chúng ta hóa giải, hóa giải gọi là tại chỗ đó. Tức là trước khi nó hấp thu vô cơ thể là chúng ta đã giải độc bớt, tức là hạn chế bớt cái lượng mà cồn nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta nhanh chóng, thì chúng ta có thể có những cái phương cách như vậy. Cái này cũng gọi là có chiêu phải không? Có chiêu. Thành ra cũng có những người là uống nhưng mà để mà cầm khách, để mà phải có những cái thủ thuật như vậy để mà nó hạn chế cái vấn đề mà ảnh hưởng của cái rượu bia. Dạ, bác sĩ Bùi Hữu Hoàng có nói một cái câu là uống rượu bia thì nhớ là uống trong chừng mực, giới hạn, và khi uống thì cũng nhớ là ăn những cái chất đạm chứ đừng ăn cốc ổi. Nhưng mà giả sử giờ mình đến một cái cuộc vui mà mình không uống mà mình chỉ phá mồi không có được không ạ, thưa bác sĩ? Thì cũng được thôi, chỉ có bạn bè nó phiền nó chê thôi. Kim Ánh hỏi vui như vậy thôi. Thưa tất cả quý vị, chương trình ngày hôm nay thì với phần tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Gan mật Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thông tin hữu ích, phải không ạ?
Thời điểm này cũng là thời điểm mà có lẽ là những cuộc vui, những cuộc liên hoan, tất nhiên cuối năm rồi đón Tết cũng sẽ nhiều hơn. Hy vọng là những cái thông tin, những kiến thức mà bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đã mang đến cho các khán giả của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là hữu ích và mọi người có thể vận dụng để làm sao chúng ta có thể đón Tết một cách là an lành và giữ gìn sức khỏe cho lá gan của mình, phải không ạ? Và một lần nữa thì rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng đã đến với chương trình trên cổng trực tuyến của Alo Bác sĩ ngày hôm nay. Với các khán giả thì chúng ta cũng có thể vào fanpage Alo Bác sĩ hỏi bác sĩ trả lời hoặc là website alobacsi.vn để chúng ta xem lại chương trình ngày hôm nay ha. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng rất cảm ơn nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thực phẩm tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan Natugen của công ty Dược Hậu Giang. Và xin mến chúc cho tất cả quý khán giả của chúng ta sẽ có những ngày cuối năm thật vui, thật khỏe và đón một cái Tết an lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Rượu là bạn xấu của gan, thuốc lá độc hại là càng xấu hơn. Làm gan suy yếu tổn thương, viêm gan nhiễm mỡ tan men gan nước kia, da khô mụn nám còn kia. Đã có Naturen, thực phẩm bảo vệ sức khỏe liên năng cứng giải độc gan Naturen, chiết xuất từ các thành phần trong tự nhiên. Naturen giúp hạ men gan, giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, viêm gan. Naturen đã được thử nghiệm lâm sàng hạ men gan trong 6 tuần. Sản phẩm của DHG Pharma. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.